Theo nghiên cứu đã tìm thấy trong rau má có chứa rất nhiều chất dinh dưỡng và vitamin cần thiết cho cơ thể như vitamin B, vitamin C và vitamin K. Ngoài ra còn chứa các khoáng chất như là sắt, kẽm và magie. Trong đông y, rau má không chỉ bổ dưỡng mà còn có nhiều dược tính. Vì vậy từ xa xưa, người ta đã biết sử dụng loại rau này như một vị thuốc chữa bệnh vô cùng hiệu quả. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Sức Khỏe 60 Giây. Quý vị thân mến, khi nhắc đến các loại rau quanh nhà, ắt hẳn chúng ta không thể quên một loại rau rất quen thuộc và gần gũi, đó chính là rau má. Vậy thì công dụng của rau má đối với sức khỏe như thế nào? Và những điều cần lưu ý khi sử dụng cây rau má là gì? Chắc chắn sẽ mang lại rất nhiều điều hữu ích ở video dưới đây. Xin mời quý vị và các bạn cùng nhau tìm hiểu. Rau má là loại cây thân thảo và có vòng đời dài, là một thành viên của họ cây hoa tán, sinh sống và phát triển ở khắp nơi, nhất là những nơi có điều kiện khí hậu thoáng mát, ẩm ướt. Có thể dễ dàng tìm thấy rau má mọc ở bên dưới các tán lá của vườn cây hoặc men theo bờ ruộng. Người ta thường dùng rau má để ăn rau sống hoặc nấu canh, luộc hay xay nhuyễn, bắt lấy nước uống đều rất tốt cho cơ thể. Công dụng của rau má đối với sức khỏe. 1. Giúp giải nhiệt, thanh lọc cơ thể. Rau má có vị ngọt, tính mát, có tác dụng thanh nhiệt, giải độc, lợi tiểu. Chính vì vậy, vào những ngày hè, dùng nước rau má để cung cấp nước, giải nhiệt cho cơ thể là một phương pháp vô cùng tuyệt vời. Rau má còn có tác dụng chữa rơm sải, mẩn ngứa, mụn nhọt rất hiệu quả. 2. Tốt cho tim mạch. Trong rau má có chứa rất nhiều khoáng chất có lợi cho sức khỏe và các chất chống oxy hóa. Bởi vậy, nếu sử dụng nước rau má sẽ rất có lợi cho tim mạch, giúp cơ quan này hoạt động tốt hơn. Bên cạnh đó, nước rau má còn có khả năng giảm sưng động mạch, ngăn ngừa các bệnh liên quan tới tĩnh mạch. 3. Uống nước rau má để hạ sốt. Nếu bị sốt lâu ngày không khỏi, thì rau má được xem là phương pháp cấp cứu hữu hiệu nhất. Người bệnh chỉ cần rửa sạch rau má, vò nát, sau đó cho vào ấm, đổ nước, đun sôi khoảng 15 phút, rồi chắc lấy nước uống, sẽ thấy hiệu quả ngay tức thì. 4. Giúp cải thiện trí nhớ. Các nghiên cứu cho thấy rau má giúp cải thiện trí nhớ và cung cấp lượng máu vừa đủ vào bộ não. Dùng lá rau má sấy khô, tán thành bột, rồi uống chung với sữa, sẽ có tác dụng phục hồi trí nhớ, tốt cho người bệnh suy giảm trí nhớ, kém tập trung, thị lực yếu. Công dụng của đậu xanh đối với sức khỏe. Đậu xanh có rất nhiều công dụng, giúp bồi dưỡng cơ thể, thanh nhiệt, giải độc, giúp giảm mỡ máu, hạ huyết áp và phòng chống béo phì, rất tốt cho người tiểu đường. Chính những công dụng trên mà rau má đậu xanh là một loại nước uống vô cùng tuyệt vời. Với vị thơm và bùi của đậu xanh, hòa quyện với vị ngọt của rau má đã tạo nên một loại nước uống vừa thơm ngon, bổ dưỡng, rất tốt cho sức khỏe mà cách chế biến cũng rất đơn giản. Vậy bây giờ chúng ta hãy cùng nhau thực hiện món nước uống rau má đậu xanh nhé! Nguyên liệu cần chuẩn bị bao gồm 300g rau má, 100g đậu xanh hột hoặc đậu xanh cà không vỏ, 50g đường cát, 1 ít sữa đặc, 1 lít nước đã nấu chín để nguội. Đậu xanh bạn đem rửa sạch và ngâm với nước khoảng 1 giờ. Sau đó bạn cho 1 ít nước xâm xấp vào và nấu chín. Rau má đem lọc bỏ lá sâu và rễ. Bạn ngâm vào nước có pha ít muối khoảng tầm 30 phút. Sau đó rửa sạch lại. Rau má bạn cắt nhỏ và cho vào máy xay sinh tố cùng với nước lọc. Khi thấy rau má đã xay nhuyễn, bạn tắt máy, rồi lọc lấy nước rau má qua rây, bỏ xác rau. Sau đó, tiếp tục cho đậu xanh, đường và sữa đặc vào xay cùng với nước rau má vừa xay xong. Khi thấy đậu xanh đã được xay nhuyễn, thì bạn tắt máy và cho vào ly, cho vài viên đá và thưởng thức. Phần còn lại, bạn cho vào ngăn mát tủ lạnh và dùng dần. Lưu ý về lượng đường và sữa, tùy theo khẩu vị của mỗi người, bạn có thể cho nhiều hay ít. Tuy nhiên, bạn cần lưu ý, phải uống nước rau má đúng thời điểm,
tốt nhất nên uống vào buổi sáng, không nên uống vào buổi tối. Vì đặc tính của rau má là tính hàn, khi uống vào buổi tối sẽ dễ gây lạnh bụng và tiêu chảy. Không nên sử dụng quá nhiều nước rau má trong một lần, điều này dễ khiến cho cơ thể bị hạ nhiệt đột ngột. Phụ nữ trong quá trình thai kỳ và cho con bú cũng không được dùng. Người có bụng dạ yếu muốn sử dụng rau má thì nên ăn kèm với một vài lát gừng. Hy vọng với những chia sẻ trên sẽ giúp các bạn có thể tận dụng được những lợi ích của rau má để chăm sóc sức khỏe cho chính bản thân và cho những người xung quanh. Nếu thấy hữu ích, hãy vui lòng bấm nút like và đăng ký kênh nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo.